Chào mừng các bạn đến với kênh Chim Cảnh Việt. Chúc bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh theo dõi video tiếp theo. Cảm ơn. Thưa các bạn, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km Tây Ninh được xem là điểm đến linh thiêng nhất khu vực miền Nam với núi Bà Đen, ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Và cũng là một trong số các ngọn núi linh thiêng nhất Việt Nam. Núi Bà Đen có 6 ngôi chùa từ dưới chân núi lên lưng chừng núi, là nơi thờ Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, một biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức của người dân Nam Bộ. Trên đỉnh núi là một quần thể các công trình tâm linh kỳ vĩ, nổi bật với bức tượng Phật Bà Tây Bồ Đà Sơn cao nhất châu Á. Dưới chân đại tượng Phật là một khu triển lãm Phật giáo 4 tầng, nơi du khách có thể khám phá thế giới Phật giáo qua các công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới như trình chiếu video 3D, chiêm ngưỡng các phiên bản mô phỏng các tác phẩm Phật giáo kinh điển của Việt Nam và thế giới. Theo sư thầy, núi Bà Đen là nơi mà không chỉ người Việt Nam mà bất cứ ai trên thế giới cũng nên đến một lần. Quang cảnh nơi này rất đẹp và mát mẻ. Là người đã tu tập thiền định khi đến đây, tôi cảm nhận được rất rõ sự linh thiêng và sự thanh thản trong tâm hồn, cảm giác như có thể rút bỏ mọi ưu phiền, đau khổ. Đặc biệt núi Bà Đen, dịp hè du khách còn có cơ hội tham gia các lễ hội văn hóa tâm linh lớn như đại lễ Phật Đản tháng 4 âm lịch hay lễ vía Bà Đen tháng 5 âm lịch. Bên cạnh núi Bà Đen, Tây Ninh còn có những điểm đến tâm linh nổi tiếng khác như tòa thánh, biểu tượng của đạo Cao Đài và lối kiến trúc nguy nga để hiểu thêm về tín ngưỡng. Bạn đừng quên đến tòa thánh để được xem các tín đồ hành lễ trang trọng trong nghi lễ cúng tứ thời. Cùng tại Tây Ninh hiện còn có rất nhiều ngôi chùa cổ linh thiêng nổi tiếng như chùa Gò Kén, ngôi cổ tự có tuổi đời hơn 100 năm, sở hữu bức tượng Phật Quan Thế Âm lớn bậc nhất của miền Đông Nam Bộ, chùa Giác Ngạn, xây từ 100 năm trước với lối kiến trúc cổ kính yên bình, hay chùa Phước Lâm xây dựng từ thế kỷ 19 đến nay vẫn còn giữ được hồn xưa bóng cũ với những cột kèo gỗ nâu bóng, mái chùa âm dương. Núi Bà Đen, Tây Ninh cũng là di tích lịch sử quốc gia, bạn nên ghé đến để ôn lại lịch sử vẻ vang của quân và dân Tây Ninh. Ngày nay trên núi Bà Đen còn lưu lại nhiều dấu vết của một thời khói lửa cùng những khoảnh khắc lịch sử oai hùng tại động Kim Quang và bảo tàng dưới chân núi. Trong đó động Kim Quang trước kia là căn cứ địa bất khả xâm phạm của lực lượng giải phóng miền Nam, suốt 40 năm qua vẫn tổ chức lễ hội truyền thống vào tháng riêng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc trên mảnh đất này. Núi Bà Đen không chỉ linh thiêng bởi là điểm thờ chính của Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, núi Bà Đen còn là nơi được lưu giữ xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ trao tặng. Xá lợi của Đức Phật được an tọa trang trọng trong bảo tháp lưu ly 2 tầng giữa không gian tôn nghiêm tại trung tâm triển lãm Phật giáo dưới chân tượng Phật Bà Tây Bồ Đà Sơn trên đỉnh núi. Lưu giữ dự xá lợi Phật, một báu vật của Phật giáo thế giới, núi Bà Đen càng trở thành điểm đến tâm linh và nhiều mầu nhiệm mà Phật tử và du khách thập phương đều mong muốn đến chiêm bái và đảnh lễ ít nhất một lần. Đại Đức Thích Đồng Ngộ trụ trì chùa Thiên Hưng, Bình Định là người đã cung rước xá lợi Đức Phật về Việt Nam cho biết Tây Ninh có ngọn núi Bà Đen thật kỳ vĩ như được hôn đúc bởi đất trời. Từ góc nhìn tâm linh, đây như là đại huyệt đạo của phía Nam của Việt Nam, là phên dấu của nước nhà cung nghinh xá lợi Đức Phật về đây, sẽ tôn thêm năng lượng cho ngọn núi Bà Đen. Từ đó phước đức sẽ được hôn đúc để cả một vùng đất thêm trù phú và thịnh vượng.
Trong khi đó, đối với nhiều Phật tử và du khách chiêm bái xá lợi Đức Phật tại núi Bà cũng là một phước báu to lớn. Chắp tay trước xá lợi Phật, tôi có cảm giác như tận mắt được nhìn thấy Đức Phật Thích Ca còn ở trần thế, cảm giác hạnh phúc và an yên. Đây thực sự là một cơ duyên, một phước lành mà tôi nhận được khi đến núi Bà Đen. Bên cạnh những dấu tích tâm linh huyền bí núi Bà Đen còn có rất nhiều lễ hội tâm linh lớn như lễ hội Xuân Núi Bà, lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát và tới đây và rất nhiều hoạt động ý nghĩa trong lễ hội trong Vu Lan báo hiếu, lễ hội Trung Thu. Cảm ơn bạn đã đến, đã xem video và đón nghe những thông tin có thể không được đầy đủ. Rất mong quý vị và các bạn lượng thứ. Cuối cùng xin chúc quý vị và các bạn luôn được an lành, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Thank you.